Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Chào tất cả mọi người đến với kênh mua bán ô tô Huy Trung. Bên em chuyên mua bán trao đổi các loại ô tô cũ đã qua sử dụng nha anh em. Hôm nay thì bên em vừa về một mẫu xe Mitsubishi nha anh em, Axel nha anh em. Đấy, Axel sản xuất năm 2017, số sàn nha anh em. Con này thì máy 1.2, ba máy thôi. Xe này thì nói chung là đồ chơi, nó độ tiền đồ chơi thì khoảng tầm 7 đến 80 triệu nha anh em. 7 đến 80 triệu nha. Anh em xem hết video sẽ biết được cái tiền đồ chơi. Đấy. Trước tiên là cụm đèn nè, đèn đã lên đèn bi của GTR nha anh em. Đấy, nguyên cặp đèn này gần 7 triệu, có khi hơn. Đấy, em dự đoán nó tầm đấy thôi, 7 8 triệu gì đó tầm đấy. Đấy. Cản và sản này, đấy anh em thấy không? Xe biển 47 nha anh em, 747 Đắk Lắk. Mông đúc nguyên bản theo xe được sơn màu đen rồi. Xe này độ dàn âm thanh này, dàn đèn led rồi rất là nhiều. Nói chung anh em là rất là nhiều, lát em sẽ review chi tiết từng ngóc ngách cho anh em coi. Đấy. Anh em thấy tổng thành quanh xe rất là đẹp, sơn zin còn tầm 80-90% nha anh em. Biển 47, một chủ từ đầu, xe gia đình sử dụng, không dịch vụ, không taxi nha anh em. Đằng sau thì có cánh gió rồi, lên bô của Akabovic, có bô on off nha anh em. Có bô on off luôn, bô có Akabovic này, chụp bô có Akabovic này. Đã lên clip, một cái clip nhẹ nhẹ dưới rồi, chụp bô có Akabovic, anh em thấy không? Lên cánh gió rồi, biển 47 Đắk Lắk nha anh em. Lên tắt đèn nè, dầm phanh đi. Dầm phanh xong cái tắt đèn này. Đấy. Anh em nhìn phanh này, đấy, dầm phanh này, rất là nhiều đèn luôn nha anh em. Dầm phanh đi. Dầm phanh đi. Đấy, rất là nhiều đèn nháy anh em, rất là đẹp luôn đấy. Thôi rồi, tắt đèn. Tắt đèn. Đấy. Con này là 2017 nha anh em, 2017 một chủ, đấy, xe gia đình sử dụng, không dịch vụ, không taxi nha anh em. Đấy. Mông đúc rồi, rất là theo xe rất là đẹp nè anh em thấy không? Rất là đẹp, đã sơn màu đen này. Xe thì cái tông nó rất là hầm hố nha anh em, xe rất là nhiều đồ chơi luôn. Khám thì đến tháng 4 năm 2023, khám rất là dài, hơn 1 năm rưỡi nữa. Gần 5 rưỡi nữa nha anh em. Đấy. Xe màu trắng nhưng mà rất là ngầu luôn đấy. Anh em nào thích xe đồ chơi thì cứ alo cho em nhé. Con này thì hôm nay bên em bán chỉ có 268 triệu thôi, 268 triệu nha anh em. Đấy. Chưa nãy 268 triệu thì riêng tiền đồ chơi đã 7 đến 80 triệu rồi. Lát em sẽ review cho anh em coi. Bộ on off này, dàn âm thanh này, dàn đèn led này, còi hơi này, tất cần tật rất là nhiều thứ nha anh em. Đấy. Đấy, đèn loa cục A đầy đủ hết này. Đấy, em sẽ bật đèn cho anh em coi, cho anh em coi sơ cái này này, lấy của BMW Civic em canh. Đấy, đèn led này anh em thấy không, đèn led cục A này, loa này, đấy anh em thấy loa chưa, loa đấy, âm thanh riêng cái dàn âm thanh này độ gần 40 triệu nha anh em. Đấy, gần 40 triệu loa này. Đấy, loa chính này, loa cánh này, loa phụ này, đấy loa này, loa độ, loa phò. Tất cả đều là do hãng đồ chơi chuyên nghiệp người ta đổ nha anh em. Đấy, do những cái mình bên đồ chơi âm thanh đồ chơi em mua đã có sẵn rồi, em chỉ về em đổ những thứ linh tinh thôi, còn dạng âm thanh thì có sẵn rồi. Đấy, những cái hãng đồ nổi tiếng, những hãng đồ âm thanh ok thì người ta đã đổ rồi. Đấy, anh em nhìn này, đầy đủ hết nha anh em. Thôi khỏi được rồi, thôi được rồi. Đấy, màn hình rồi anh em, có màn hình rồi, đầy đủ hết, không thiếu một thứ gì hết nha anh em. Đấy, em sẽ nổ máy cho anh em coi, có bộ on off rồi. Anh em nhìn này, trần này, đèn này, anh em thấy chưa? Đèn trần này, đấy, có đèn là như vũ trường luôn, âm thanh là như vũ trường luôn, anh em thấy không? Đấy, camera trước, camera sau đầy đủ hết. Đấy, em sẽ nổ máy nha anh em, xe chạy 7 vạn tư rồi. Có đồng hồ đo hơi này, đấy. Vô lăng là vô lăng... dán carbon này rất là đẹp anh em thấy không, vô lăng ốp carbon này. Đấy, cửa nẻo này, chỉ nẻo theo xe vẫn còn nguyên này. Đấy, cửa nẻo anh em nhìn này, lề cửa đầu ốc sáng choang hết nha. Xe thì zin 100% nha anh em, không có một tí va chạm đông đụng ngọc nước nào hết, không một tí đông đụng va chạm ngọc nước nha anh em. Đấy, củ số anh em nhìn đây, thấy cái dàn âm thanh, em sẽ bật âm thanh lên này. Đấy, âm thanh đây, anh em thấy cái bộ âm chỉnh âm thanh của nó thì anh em biết cái dàn âm thanh sau, lát em sẽ mở cốt cho anh em coi dàn âm thanh sau ha. Đấy. Âm thanh này rất chi là hay luôn, âm thanh rất là khủng nha anh em. Đấy, âm thanh rất là hay. Anh em đeo tai nghe vào cảm nhận nha anh em, anh em đeo tai nghe vào cảm nhận nha. Đấy. Anh em
đi tai nghe và cảm nhận. Đấy, anh em đi tai nghe và cảm nhận nha. Đấy. Rất là nhiều âm thanh nè. Em mở một mỗi bài mỗi tí thôi chứ bởi vì nó bản quyền lắm. Anh em đeo tai nghe và cảm nhận nha anh em. Đấy. Mình bước qua đời nhau để làm nhau đau. Anh em đeo tai nghe và cảm nhận nha. Cầm lùi được cầm hành trình có đủ hết nha anh em. Đấy. Cầm lùi cầm hành trình có đủ hết. Đấy. Cái cầm lùi nó hơi chậm một tí nha. Đấy. Cầm hành trình đây. Em mở cho anh em coi có đầy đủ hết á. Cầm sau, cầm trước, cầm sau này. Này cầm trước này. Này cầm sau này anh em, cầm sau này đầy đủ hết nha. Có cả cầm lùi, cầm trước. Cầm trước, cầm hành trình trước, cầm hành trình sau, cầm lùi. Đầy đủ hết nha anh em. Đấy. Đèn đây. Đấy, đèn nội thất bên trong đây, rất là đẹp luôn. Anh em mình mua về chứ về sử dụng đi ngay thôi nha. Xem tiền đồ chơi đã 70 triệu rồi anh em. Đấy. Đấy, âm thanh loa đài nghe phát video này đầy đủ hết này. Không thiếu một thứ gì hết đó. Nói chung đồ chơi rất là nhiều. Em sẽ review chi tiết từng cái cho anh em coi. Đó. Anh em đeo tai nghe và cảm nhận nha. Đấy. Âm thanh thì riêng âm thanh thì cực chất luôn. Đấy. Riêng tiền độ âm thanh đã 450 triệu rồi. Này, đấy, hiển thị thông số LED này, đấy, hub này, đấy. Hub hiển thị thông số LED này gọi là hub nha anh em. Đấy. Gương kính chính điện đây. Đấy, hoạt động tốt bình thường đó nha anh em. Gương kính chính điện hoạt động tốt bình thường hết. Đấy. Đấy. Cái này đằng sau thì mình có thể tắt được nha anh em. Đấy, có cái remote này. Remote anh em có tắt được nè. Đấy, tắt này, mở này. Đấy, em sẽ mở nhỏ đẹp nha. Đấy. Trần phào là bọc da 5D đỏ hết rồi. Cửa là mở cửa này sẽ sáng đèn này. Đấy, mở cửa sáng đèn nha anh em. Nói chung đồ chơi rất là nhiều. Đấy. Cụm đèn lần trước này, công tắc rất nhiều, công tắc loa này, công tắc nhạc này, công tắc chuyển còi này, anh em nghe còi này. Anh em nghe chưa? Còn anh em muốn vô phố là anh em tắt này, tắt là chuyển qua còi thường này. Anh em nhìn này, bấm này. Đấy, còi thường này, còn anh em mà ra đường lộ mà thằng nào xe máy mà nó cản đường anh em á, anh em phone nhấn một cái là nó né qua bên liền. Đấy. Nhiều chức năng nha anh em, hãy gương kính chính điện hoạt động tốt thế này, gương chiếu hậu chính điện anh em nhìn này, gương chiếu hậu chính điện hoạt động bình thường đó nha anh em, thấy, hoạt động tốt lên xuống qua lại vô này đầy đủ thế này, tắp bi đã dán đèn can màu đỏ rồi, rất là đẹp luôn, mở cốp bên sau, anh em nhìn dàn âm thanh này đấy, âm ly này, đấy bộ lọc âm thanh này âm ly, đấy, còn bên kia là còn cái bộ lọc âm thanh nữa, hai bộ như thế này tiền đồ chơi này anh em nhìn này. Rất là nhiều đồ chơi nha em. Xăng đây, mức tiêu thụ nhiên liệu đây. Đấy, có hết rồi, anh em tự coi, anh em tự biết. Đường kết hợp chỉ có 4 lít 9 thôi, rất là lợi xăng. Sơn nguyên bản theo xe, ca may này, đấy, anh em thấy không? Rất rõ nét nha. Xe em không nói nhiều, chỉ là bao đâm đụng ngập nước nha em. Bao đâm đụng ngập nước, cái hãng thoải mái, đầy đủ. Đấy, rồi sau đây có cái LED này nè. Lên bật cái này em mấy bên. Đấy. Ghế là cái nỉ nguyên bản theo xe. Xe người ta đi, người ta độ nhưng mà cũng rất là giữ gìn. Nỉ nít còn mới ken à, anh em nhìn kỹ này, nỉ nít là mới ken hết nè. Đấy. Xe là anh em mở nhạc lên là như cái vũ trường luôn. Đấy. Chỉ điểm theo xe vẫn còn nguyên nha anh em. Xe được cái là dán cách âm 3M này, cách âm 3M toàn xe rồi. Đấy, đã dán cách âm 3M toàn xe rồi nha anh em. Cách âm 3M của Mỹ. Đấy, toàn xe nha anh em, đã dán cách âm toàn xe rồi. Em dỡ dàn âm thanh cho anh em coi này. Đấy. Ok chưa? Mở âm thanh lên to tí lên. Đấy. 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 Em thấy lan độ dàn âm thanh này. Thôi rồi tắt đi anh. Nhỏ lại nhanh. Đấy. Chỉ điểm theo xe thì vẫn còn nguyên nè anh em. Chưa có hiện tượng gọi là đông đụng hoặc là ngập nước nha. Đấy. Âm thanh này còn phía dưới đây là lốp xe cua này, dỡ lên phải. Là thiết kế cái miếng này đấy. Là dán cách âm 3M này. Loại này cách âm này của Mỹ nha anh em. USA này. Made in USA này. Dán toàn xe luôn, đã dán toàn xe luôn nên là khi mà anh em mở nhạc to, anh em nâng gương hết lên là em ru à, ở ngoài không nghe gì hết á. Người ta thiết kế để cho nó để nghe nhạc, khi mà đi xe nghe nhạc lớn ấy, bên ngoài không thể nghe được, với lại tiếng ồn bên ngoài không thể vào trong xe được. Đấy, toàn bộ rang này đã dán lại hết rồi, đã dán rang lại tất cả rang đều cửa nách cửa xe đều được dán rang lại. Đấy.
và cái chất zin theo xe vẫn còn nha anh em, không có đâm đụng, không ngập nước gì hết. Ốc lề cửa này vẫn còn nguyên này, anh em thấy không? Nguyên hết nha, rồi đóng luôn xuống ra. Đấy, anh em thấy dặn thành đỉnh chưa? Đấy, rồi tắt lại đóng đi. Tiền âm thanh đã 40 triệu rồi nha anh em, 40 triệu rồi tiền âm thanh đấy. Gần về đây, vô lắm rồi, vô ngọt rồi. Nên đạp đạp ga nha, thấy chưa? Nên bộ ngọt rồi nha anh em. Loan thêm này để nó cách âm tốt hơn anh em. Xe này người ta dán cách âm 3 em á, quanh xe luôn. Ghế thì cái này nguyên bản theo xe, không có gì hết, không có dơ gì hết anh em. Đấy. Đó. Cái đèn này. Anh em thấy không? Quá chất đi. Đấy. 268 triệu thôi nha anh em. Đấy. Mấy cái này là đã dán đề can lại rồi cho nó đẹp hơn này, anh em thấy không? Cửa gió điều hòa này, loa cánh này, loa cột A này. Anh em thấy đồ chơi chưa? Bốn cái cánh loa cánh đều có loa hết nha. Tem ốc màu này, tem xe vẫn còn nguyên này, chưa có hiện tượng gọi là va chạm, đâm đụng ngập nước nha anh em. Để đồ bên trong đây cũng rất là rộng rãi. Màn hình video rất là rõ nét. Lên bệ thì tay rồi. Bệ thì tay 2 ngăn. Đấy, côn số thì rất là nhẹ. Anh lên đạp thử vào côn số cho mọi người xem đi. Đạp côn vào đấy. Anh em nhìn này vào rất là nhẹ nhàng. Đấy. 2 này, 3 này. Theo rất là nhẹ nhàng, con số con này chạy nhẹ nhàng lắm, chạy nhẹ nhàng sung sướng này, lợi xăng này. Đấy, đồ chơi nhiều quá xuất sắc luôn. Giá thì lại là chưa bằng cái xe mà zin nguyên bản nữa. Xe zin thông thường bay nguyên bản 2017 người ta đã bán 2827 rồi, mà xe đồ chơi nó gần cả 60-70 triệu mà em bán chỉ có 268 triệu là anh em biết bên em giá hợp lý cỡ nào rồi. Đấy, bên em cam kết là không đông đụng không ngập nước nha anh em. Đấy, đông đụng ngập nước trả xe, yên tâm. Bên em cam kết xe 47 không thể nào mà ngập nước được. Đấy. Còn vấn đề đâm đụng ngập nước thì bên em đâm đụng thì bên em đã test rồi, đã chết hết rồi. Đấy, còn cái bộ âm ly này. Âm ly anh em thấy chưa? Đấy. Âm ly là bộ âm thanh này, đấy. Cái đây này đấy, anh em thấy không? Âm thanh người ta độ tiền không á. Mà máy đi, mà máy. Coi rồi đầy đủ hết nha, coi hai chế độ. LED ban ngày, đấy, đèn bi xinh nông. Đồ chơi nổi cái tiền âm thanh thôi, anh em đừng có nói gì âm thanh không, 40-50 triệu rồi. Máy móc này nổ rất êm, máy móc em ru luôn đấy, zin nguyên bản nha anh em, nắp vàng to rồi, cũng gì chưa mở hết đó. Chưa có mở ốc nè, chưa đụng muỗng ốc nha, máy móc zin 100%. Đấy, đây có bộ, đây là bộ cầu chì của âm thanh nha anh em. Tất cả âm thanh hoặc là đèn led bên trong đều có công tắc riêng, mình thích thì mình bật, còn không thì mình có thể tắt đấy, không có liên quan gì đến điện của xe hết nha anh em. Tất cả cái này người ta độ đều là chuyên nghiệp người ta độ, nên là có dây đàng hoàng, dây nào dây nấy rất là to và có cầu chì riêng biệt của nó đấy, nên là không có sợ vấn đề điện đài nha anh em. Điện đài người ta độ, người ta canh chỉnh rất là chuyên nghiệp, rất cẩn thận rồi, nên là anh em không quan tâm vấn đề đó. Đấy, ban ngày đây lên bật xi nhanh đây nè, bật xi nhanh đây, đấy xi nhanh này anh em thấy dưới đây xi nhanh nó nháy này. Rồi bật đèn lên. Đấy, đèn ha. Rồi bật cái đèn ca lăng đi. Nút ra công tắc trong cùng. Đấy. Này nó cũng có công tắc riêng nha anh em, mình thích thì mình bật, còn không thì mình tắt, không vấn đề gì hết nha. Đấy, đèn xe nông, tắt đèn xe nông đi. Tắt một lớp đèn đó. Rồi, ok anh em thấy không? Thôi để nó cho đẹp rồi, đóng cái ô lại nha. Anh em thấy không? Cái công tắc này, cái đèn này có công tắc riêng nha, mình thích thì mình bật, còn không thì mình tắt, không sao hết. Còn cái này là người ta độ cho đẹp nha, cái sở thích của chủ xe người ta độ. Đấy, lên tắt đèn ưa xin nhanh đi, sở thích của chủ xe người ta độ đèn led với người ta độ âm thanh. Đấy. Anh em nào thấy thích thì cứ mua thôi, còn anh em nào thấy cảm thấy nó màu mè hoặc là nó nhiều đồ chơi quá, anh em không thích thì mình có thể để xe khác. Đấy. Còn em là em nói thật với anh em là xe nào nhiều đồ chơi là em thích thôi, em vậy đó, cái xe nào nhiều đồ chơi chất là em ghiền thôi. Còn sơn zin anh em nhìn đây, sơn zin này, sơn zin cả xe nha anh em. Sơn zin anh em thấy này, đấy, sơn ca may này. Anh em thấy ánh đẹp không? Cái này mà ra nắng thì thôi, bóng bài luôn. Đúng phê, đúng phê. Âm thanh rất là hay.
âm thanh rất hay. Nãy giờ mở nhạc hơi nhiều, không biết nó có bản quyền không nữa. Cái bản quyền nó bắt xóa video em, chỉ là bọn em thiệt thôi. Đấy. Vô lăng tay lái nhẹ nhàng cực kỳ, rất là nhẹ nhàng luôn. Công tắc đèn ca lăng này nằm trong này, còn công tắc đèn cản dưới này, đèn gầm dưới này là tắt đây. Đấy, còn công này là tắt loa âm thanh. Đấy, công tắc chuyển còi là công tắc nằm đây nha. Đấy, rất là đẹp nha anh em, hấp vào đầy đủ thế này, hấp này, đạp khóa mốt của bộ on off nó nằm đây, khóa mốt của bộ on off nha anh em, đầy đủ, không thiếu thứ gì hết nha anh em, quá xuất sắc. Một con xe mà 70-80 triệu tiền đồ chơi thì anh em biết rồi, không có gì để chê hết. Âm thanh đây, gương kính chỉnh điện hoạt động tốt 100% nha anh em, chức năng theo xe hoạt động tốt 100%, không có chức năng nào gọi là hư hại hết, tất cả đều được hoạt động tốt 100% đấy. Và chỉ điện theo xe thì vẫn còn nguyên, chưa gọi có gì là gọi là đâm đụng hay là ngập nước nha anh em, chưa có một tí nào gọi là đâm đụng ngập nước luôn. Khóa này, khóa mốt theo xe này anh em thấy không? Không biết còn gì chưa review nữa không ta. Đấy, nói chung tấn tật rồi. Quay gầm cho anh chị em coi này. Gầm bệ thì 2017 thì chắc chắn là không mục rồi, không có gì mục hết. Gầm rất là đẹp, gầm đẹp đấy nha. 2017 thì chưa có gì gọi là mục hết đấy, gầm thẳng tưng à. Nó chỉ hơi dơ thôi. Gầm thì đi ngoài đường ngoài đất dơ lắm rồi. Nhưng mà nó chưa có mục mọc gì hết nha. Khóa mốt theo xe. Đấy, đầy đủ hết, lên dỡ cái dàn âm thanh cho anh em coi lại một lần nữa thôi. Em chỉ thích là thích cái hai cái loa bắt đằng sau này thôi, rất là thích luôn nha, nhìn đẹp lắm, nhìn thẩm mỹ này. Anh em đi dã ngoại nha, anh em dỡ cái cốp sau lên, thấy anh em mở nhạc nghe là nó thật với anh em là như một cái dàn âm thanh di động luôn, như một cái dàn âm thanh di động. Người ta độ cũng rất là tỉ mỉ, người ta bọc da lại cũng rất là tỉ mỉ nè, tỉ mỉ cực kỳ luôn, làm rất là đẹp chuyên nghiệp nha, thấy chứ không có làm xề xòa nha anh em. Đấy, nhìn xe là muốn mua ngay, 268 triệu thôi nha anh em, Mitsubishi Axel, đấy 2017. Một chủ nha anh em, đấy. Cabo rất là đẹp, nội thất, ngoại nội ngoại thất đều đẹp hết nha. Gầm đây, gầm bệ em quay cho anh em một lượt coi nè. Gầm bệ đây, đấy. Gầm bệ chưa có một mọt nha anh em, thấy gầm bệ đây. Thẳng tư mà, đẹp ngất. Nội thất thì là nỉ zin, chưa có gì hết. Nội thất nỉ zin đẹp lắm. Bốn loa cánh này, bốn loa cánh là còn thêm bốn cái loa phụ nữa. Ốc biết rồi. Đẹp mặt chrome này, anh em thấy không? Quá xuất sắc, 268 triệu thôi, rất hợp lý nha anh em. Anh em mà chia giá cao thì mua xe khác nha. Đấy, khám tháng 4 năm 2023 nha anh em. Anh ơi, đèn này nó đổi màu rất là đẹp nha anh em. Tắt cái đèn cản đi, cái đèn mặt ca lăng đấy, đầy đủ hết đấy, công tắc riêng hết nha anh em. 268 triệu anh em nào cần liên hệ số điện thoại 0905 356 663, 0935 146262. Xem xe tại thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam, Huy Trung ô tô nha anh em. Đấy, Mitsubishi Axel, đồ chơi thôi là 70-80 triệu rồi. Bo on off này, dàn âm thanh này, đèn led này, cánh gió này, lipo này, đầy đủ hết, âm thanh này. Đấy, đèn led đồ bên trong rất là nhiều thứ, đèn pin xenon nông này, không đồ chơi kể không biết bao nhiêu là cho đủ. Cam lùi này, rồi cái cam hành trình sau chỗ này này, cam hành trình sau này anh em thấy không, cam hành trình trước này, rất là nhiều chức năng hiện đại luôn, chức năng không, đồ chơi không. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của em, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ em nhiều hơn nhé. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều.